vào livestream của tôi cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho người yêu bé nhỏ của tôi. Đó chính là Hana. Hana ơi, happy birthday em. Hana ơi, mãi yêu em, mãi yêu em. Anh mãi yêu em và trọn đời trọn kiếp anh sẽ yêu em. Hana ơi, em vào xem livestream chứ Hana ơi. Má, đừng chọc điên tao nha. Hết kiên nhẫn rồi đó. Mày thì biết con mẹ gì? Hana lợi dụng mày cũng chỉ vì tao thôi. Hana yêu tao thì lấy cái lý do gì? Tao giết Hana hả? Hả? Tao không tin. Mày là anh hậu của ấy. Cô ấy nói mày giỡn. Không lẽ bây giờ trước mặt mày Hana nó yêu tao, nó thương tao hả? Thằng ngu. Mày đúng là thằng một sắc. Tao với Hana có quan hệ gì hả? Hả? Tao với Na đã sống ở đây cả năm trời rồi. Cũng chính tại nơi này để chứng kiến một tình yêu rất đẹp của tao và Na. Xin tất cả vì tao nữa kìa. Nè, tính trốn tao hả mày? Nếu như không trả thì tao chặt ngón tay trỏ của mày. Mẹ, mẹ anh kìa. Mẹ làm gì vậy hả? Ồ, hai cô em. Cái thằng này nó thiếu tiền của tụi anh. Tới hạn mà không chịu trả, theo luật á thì tụi anh sẽ lấy ngón trỏ của nó. Mấy anh mà làm như vậy á, tôi báo công an đó nha. Em đi báo công an giùm anh đi. Nè đi, anh đang nghỉ á. Còn thằng này, tao chặt ngón tay trỏ của mày. Đi ra. Anh thấy bao nhiêu tiền tôi trả? Gốc với lãi 265 triệu. Nè, tao gia hạn cho mày 2 ngày. Nếu như mày không trả tiền cho tao, tao cắt cái đầu của mày nghe chưa? Đi. Làm cái gì để cho tụi nó tới đòi nợ vậy? Muốn thấy cái mặt cùi cho tụi nó hay cái gì? Hay là lại đi đánh bài? Tôi đã nói rồi, đừng có đi đánh bài nữa. Tiền nè, đem đi trả cho người ta đi. Anh biết là em không muốn phiền tới anh, nhưng mà vì yêu em á, anh chấp nhận tất cả, không có sợ gì hết. Từ giờ về sau đừng có tìm tôi nữa. Đi đi.